giờ học âm nhạc lớp 6, chủ đề Vui bước đến trường, nội dung thứ 2, nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 1. Để có tinh thần thật thoải mái trước khi học, cô mời các em đứng lên cùng vận động theo bạn Quỳnh Lam một vũ điệu thật vui tươi nha. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, nhớ nha. Thật vui và thú vị phải không nào? Bây giờ, cô mời các em tham gia một trò chơi nhé. Các em lắng nghe tiết tấu và gõ lại tiết tấu vừa nghe được. Bạn nào thực hiện đúng sẽ được tặng bông hồng nhé. Tiết tấu thứ nhất. Các em nghe lần nữa. Các em cùng thực hiện. Các em thực hiện lần nữa. Tiết tấu thứ hai. Các em nghe lần nữa. Mời các em thực hiện. Các em thực hiện lần nữa. Các em có thực hiện chính xác cả hai mẫu tiết tấu không? Cô dành tặng bông hồng cho các bạn thực hiện đúng nhé. Các em thấy bông hồng đẹp và quen thuộc lắm phải không nào? Hai mẫu tiết tấu này chúng ta đã gặp ở đâu? Đúng rồi, đó là tiết tấu của hai câu hát trong bài Mùa khai trường, nhạc và lời của nhạc sĩ Phan Việt Phương. Bây giờ chúng ta sẽ ôn bài hát nhé. Các em hát theo nhạc. Lần thứ nhất, vừa hát vừa vận động theo nhạc. Kết hợp vài động tác phụ họa do các em tự sáng tạo. Lần thứ hai, các em vừa hát vừa vỗ tay theo phách. Mời các em cùng thực hiện. Thank you.
hợp, gõ theo phách. Đó là một trong những cách thể hiện tiết tấu. Sau đây, chúng ta sẽ thực hiện nội dung thứ hai trong chủ đề Vui bước đến trường, nội dung nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 1. Các em lưu ý, để học tốt nội dung này, các em cần nhớ lại một số trường độ sau đây và cách đọc nhé. Thứ nhất là hình nốt đen. Đọc tiết tấu là ta, tương ứng với hình nốt đen là dấu lặng đen. Khi hát ngân dài nốt đen bao lâu thì dấu lặng đen sẽ im lặng bấy lâu. Thứ hai là hình nốt móc đơn. Đọc tiết tấu là ti. Hai nốt móc đơn đứng cạnh nhau thì được viết nối với nhau bằng một vạch ngang. Sau đây, cô mời các em quan sát và lắng nghe cô thể hiện hai mẫu tiết tấu A và B nhé. Mẫu tiết tấu thứ nhất. Mẫu tiết tấu A. Ta, ta, ta. Các em nghe lần nữa. Ta, ta, ta. Các em nghe mẫu tiết tấu B. Ta, ta, ti, ti, ta. Các em nghe lần nữa. Ta, ta, ti, ti, ta. Em hãy nhận xét về hai mẫu tiết tấu cô vừa thể hiện. Chúng ta thấy điểm giống nhau là cả hai mẫu đều sử dụng nhịp 2-4. Điểm khác nhau là ở mẫu tiết tấu A có sử dụng dấu lặng đen và chỉ có nốt đen. Còn mẫu tiết tấu B thì không có sử dụng dấu lặng đen, có sử dụng nốt đen và nốt móc đơn. Chúng ta cùng thực hành nhạc cụ tiết tấu với mẫu A nhé. Các em quan sát. Ta, ta, ta. Các em quan sát lần nữa. Ta, ta, ta. Mời các em thực hiện. Ta, ta, ta. Các em thực hiện lần nữa. Các em nghe mẫu tiết tấu B. Ta, ta, ti, ti, ta. Các em nghe lần nữa. Ta, ta, ti, ti, ta. Mời các em thực hiện. Ta, ta, ti, ti, ta. Các em thực hiện lần nữa. Rất tốt. Bây giờ cô mời các em xem đoạn clip và chú ý xem các bạn thực hiện những động tác nào nhé. Hiện những động tác nào? Đúng rồi, đó là các động tác như búng ngón tay, vỗ đùi, vỗ ngực, dậm chân và một số động tác khác nữa. Cách thể hiện vừa rồi gọi là body percussion, có nghĩa là bộ gõ cơ thể. Và một số động tác khác. Body percussion là nghệ thuật tạo nên các âm thanh bằng sự tương tác của các bộ phận của cơ thể như vỗ tay, búng ngón tay, vỗ đùi, dậm chân và một số động tác khác. Các em có thích không nào? Nếu như chú ý luyện tập thì các em cũng sẽ làm được như vậy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em một số động tác body percussion đơn giản nhất nha. Các em quay lại mẫu tiết tấu B. Các em thực hiện theo cô.
chậm thôi nhé. Ta, chúng ta vỗ tay. Ta, vỗ tay tiếp theo. Ti, vỗ nhẹ vào đùi phải. Ti, tiếp theo, vỗ nhẹ vào đùi trái. Ta, dậm chân phải. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện 5 lần như vậy liên tục nhé. Ta, ta, ti, ti, ta. 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 Rất tốt. Bây giờ cô hướng dẫn các em tập nhạc cụ Body Percussion cho đoạn 1 của bài Mùa Khai Trường nhé. Các em xem mẫu câu 1 của bài. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố, kia ríu riết từng bầy chim nhỏ với khăn vàng đỏ thắm trên vai. Các em nghe lại lần nữa. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố, kia ríu riết từng bầy chim nhỏ với khăn vàng đỏ thắm trên vai. Mời các em thực hiện. Riu riết từng bầy chim nhỏ với khăn vàng đỏ thắm trên vai. Các em thực hiện lần nữa. Chúng ta tập sang câu 2. Các em xem mẫu. Vui tới lớp, em vui tới trường. Chào những trưa, mùa hè ấm áp. Mùa thu sang, theo bông cúc vàng. Màu hoa băng, màu ông mặt trời. Các em nghe lần nữa. Vui tới lớp, em vui tới trường. Chào những trưa, mùa hè ấm áp. Mùa thu sang, theo bông cúc vàng. Màu hoa băng, màu ông mặt trời. Mời các em thực hiện. Vui tới lớp, em vui tới trường. Chào những trưa, mùa hè ấm áp. Mùa thu sang, theo bông cúc vàng. Màu hoa băng, màu ông mặt trời. Các em thực hiện lần nữa. Chúng ta thực hiện cả đoạn 1 nhé. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố, kia ríu riết từng bầy chim nhỏ với khăn vàng đỏ thắm trên vai. Vui tới lớp, em vui tới trường. Chào những trưa mùa hè ấm áp. Mùa thu sang theo bông cúc vàng. Chúng ta vừa tập nhạc cụ tiết tấu cho đoạn 1 của bài Mùa Khai Trương. Bây giờ cô sẽ chia 4 nhóm để các em thực hiện nhé. Nhóm 1, các em sẽ hát lời. Nhóm 2, gõ trống nhỏ, sử dụng mẫu tiết tấu A, ta, ta, ta. Nhóm 3, gõ thanh phách, sử dụng mẫu tiết tấu B, ta, ta, ti, ti, ta. Nhóm 4, gõ bầu gõ cơ thể, body percussion, sử dụng mẫu tiết tấu B, ta, ta, ti, ti, ta. Chúng ta cùng thực hiện nhé. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố, kia ríu riết từng bầy chim nhỏ với khăn vàng đỏ thắm trên vai. Vui tới lớp, em vui tới trường. Chào những trưa, mùa hè ấm áp. Mùa thu sang, theo bông cúc vàng. Màu hoa băng, màu ông.
cụ tiết tấu cho đoạn 1 của bài Mùa khai trường. Các em có thể gõ nhạc cụ tiết tấu cho đoạn 2 giống như tiết tấu của đoạn 1, hoặc có thể sáng tạo mẫu khác. Lưu ý, khi các em tự học ở nhà, các em có thể xem lại đoạn này và lần lượt thực hiện nhiệm vụ của cả 4 nhóm nha. Bây giờ, tất cả chúng ta sẽ sử dụng bộ gõ cơ thể Body Percussion cho cả bài hát nhé. Siêu riêng từng bầy chim nhỏ với khăn quàng đỏ thắm trên vai, vui tới lớp em vui tới trường, chào những trưa mùa hè ấm áp, mùa thu sang theo bông cúc vàng, màu hoa băng màu ông mặt trời, tung 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 tiếng trống reo vui, từng gương mặt nhìn nhau háo hức, lung linh mắt xôn xao nụ cười, màu tới trường một năm học bơi, tung 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 tiếng trống hân hoan. Các em thân mến, chúng ta vừa thực hiện xong bài thực hành số 1 của nội dung nhạc cụ tiết tấu. Các em cảm nhận như thế nào sau khi được học nhạc cụ tiết tấu? Ở những tiết học sau, các em sẽ được tiếp tục trải nghiệm môn âm nhạc với cả một chân trời sáng tạo nhé. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học tiếp theo sớm nhất nhé các em. Giờ học đã kết thúc, các em theo dõi nội dung hướng dẫn học tập ở nhà để thực hiện nhé.